Hello anh em, đây sản phẩm này sẽ rất là thú vị cho các bé luôn, đặc biệt là những bé, mình nghĩ là những bé mà dưới 6 tuổi sẽ rất thích sản phẩm này, mà cái trên 6 tuổi cũng thích luôn. Đó là sản phẩm mà đang là hot trend luôn, đấy, rất là nhiều bé thích sản phẩm lều nhá. Thì có rất là nhiều loại lều mình cũng tham khảo rồi nên mình mới mua cái loại lều kiểu này, đấy, lều tròn, đấy, còn có quả lều như kiểu ngôi nhà luôn cơ, nhưng mà lều đấy thấy khá là ọp ẹp với cả nếu mà trong tầm giá 200-300 nghìn thì hơi đều, nó nhìn ọp éo lắm nên mình mua cái loại hơn 100 nghìn thôi đó, 200-300 nghìn nhìn ọp ẹp nhưng loại lều tròn hơn 100 nghìn thì lại ngon hơn. Hãy để xem nó như nào nhá. Còn là anh em muốn loại xịn thì phải mua loại đắt tiền hơn đấy thì nó sẽ ngon hơn, chứ 200-300 nghìn cái lều như kiểu ngôi nhà thì mình xem quảng cáo, xem kiểu review những cái bạn mà đã mua rồi ấy, họ cũng quay video mà mình nhìn thấy kiểu lúc các bé mà chui vào nhà ấy thì thấy kiểu như là kiểu động đất ấy, lều di chuyển nó nghiêng ngả luôn nhá. Rồi chúng ta xem sản phẩm lều này không có chắc chắn nhá. Ok đây, lều hoàng tử công chúa cho bé thỏa sức vui chơi, lều công chúa. Đấy, mình đặt lều công chúa nhá. Đó, không đồng vì mình thanh toán rồi. Cái này mình mua là 130 nghìn anh em. Cắt cẩn thận không rách toang luôn. Chắc chắn bé sẽ rất thích sản phẩm này luôn, cam đoan với anh em. Cái lớp vải thì mình thấy giống kiểu vải áo mưa này, vải ni lông ấy. Đó, wow, bọc gọn chưa? Đây, nhìn sản phẩm này anh em. Đó, bọc rất là gọn luôn. Rồi bên trong thì không còn gì cả. Đó, bọc gọn luôn, có cả túi được luôn. Khi vừa chơi chán xong không dùng nữa thì chúng ta có thể cho vào trong túi như thế này, hoặc là mang đi du lịch như thế này. Đấy, lên đi cắm trại, lên rừng rú đồi núi, đấy, mang cho các bé có quai sách như thế này. Rất là gọn nhá. Đó, quai sách gọn nhẹ tiện dụng. Bằng ni lông nhá. Ở đây chúng ta sẽ có toàn tiếng Anh thôi anh em. Đấy, a beautiful cubby hole gì đó. Đấy, cái thông tin mô tả tiếng Anh. Đây hình sản phẩm này. Kích thước là đường kính 105 cm, trọng lượng 135, dài cao 135. Hướng dẫn sử dụng này. Hình như là nó giống cái kiểu màn bung nhá, made in chắc chắn rồi. Đầu nghĩ ra lắm trò lắm. Mình sẽ để link mua sản phẩm này dưới video nhé. Anh em nên mua cái loại lều kiểu như này này, tại vì mình thấy nó chắc chắn. Đấy, còn những cái lều như kiểu đấy đúng mà, kiểu bung kiểu màn luôn, màn tự bung luôn, mình đã review rồi. Lều như kiểu ngôi nhà ấy thì mình thấy lỏng lẻo lắm. Để mình lắp lên cho anh em xem. Đây, ở đây sẽ có những cái thanh sắt. Đấy, hết rồi nhá. Tất cả. Đây sẽ có cái thanh, những cái thanh bằng kim loại. Kim loại thôi, không phải nhựa. Nhựa cũng không phải sắt hay sao ấy. Đó, đây, cái thanh này để chúng ta gắn vào. Mở lên này. Bên trong nó sẽ có những cái dây. Đây. Đấy, bên trong sẽ có những cái dây co giãn, dây đàn hồi. Không phải cao su. Và dây đàn hồi. Đó. Nó sẽ mở dài ra. Đó. Ở đây kiểu cái khớp nối này nó sẽ cong cong này. Không biết có phải gãy gãy không. Đấy, hay là nó thế. Hình như nó thế đấy. Đây, bên cái nệm thế đâu. Đấy rồi. Đấy, mở ra sẽ đây. Những cái que nó dài như này. Đó. Đấy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp thử nhá. Hoàn thiện xem như thế nào. Đây, xong rồi đây anh em. Đó, bé rất thích luôn. Đấy, cửa này. Cửa này. Đó. Xung quanh nhá. Đây. Đấy, đây là cửa sổ. Đó. Nói chung thì trong tầm giá hơn 100 nghìn này chấp nhận được. Không phải loại xịn. Đấy, cũng mỏng manh ấy nhá. Bé mà chẳng may đẩy cũng thể đổ ấy, đổ lều ấy. Nên chúng ta phải dựng vào trong góc tường. Đó. Đây, hai cửa nhá, hai cửa sổ. Cửa nó bằng lưới. Đấy, cửa sổ bằng lưới. Mà bên trong thì khá là nóng này. Bên trong thì nóng toàn ni lông thôi. Đây. Đó. Bên trong toàn ni lông thôi nên nó nóng. Đây, anh em thấy đỉnh của chóp, đỉnh của chóp. Đấy. Ở trên này. Đó. Và đây là cửa. Đấy, cửa thì cũng có cái để buộc đây. Để buộc đây. Để buộc để cuộn cửa lên. Đấy. Cuộn cửa lên như này. Đó. Và đây vào trong nhá. Đây. Vào trong thì nó sẽ như thế này. Đó. Nó sẽ như thế này. Ngồi có khá là thoải mái luôn. Mình và bé này. Mình và bé ngồi này. Đó.
thoải mái luôn. Này 3-4 bé ngồi trong cũng được. Ờ đây, chúng ta sẽ dùng những cái thanh này này. Chúng ta sẽ dùng những cái thanh này này. Đấy, chúng ta sẽ để một đầu ở đây. Đấy, chúng ta sẽ nối lên như này. À, sở dĩ nó có cái dây co giãn vì nó phải luồn vào để nó cứng ấy. Đó, nó sẽ như này. Xong rồi chúng ta sẽ buộc vào như này. Và lên đỉnh của chóp như này. Đó. Để như này. Đấy, 1 2 3 4 thanh. Thanh bên này cũng vậy. Đấy, thanh bên này cũng vậy. Bé rất là thích luôn, chơi đùa từ nãy giờ cười nói. Đây, lại cũng vậy, 4 thanh nhá. Đấy, 4 thanh, 4 góc. Nó có sẵn chỗ anh em nối rồi. Rất là làm rất là dễ thôi. Ở đây nó cong rồi. Đó. Đây nó cong rồi. Đấy, chơi một lúc toát mồ hôi luôn. Trong ngoài nóng mà anh em phải sắm thêm cái quạt. Đấy. Đó, ok. Rồi, sản phẩm lều. Đi ra. Đây, lỗ đây. À, cái lỗ chui thì hơi bé. Hơi bé so với mình. Hơi bé so với mình. Đó. Rồi. Ok, sản phẩm là lều cho các bé. Đó, bé chơi rất là thích luôn. Khá là to đấy. Khá là to chứ không nhỏ đâu. Rồi. À, như vậy là mình đã giới thiệu sản phẩm lều cho bé nhá. Kiểu dáng tròn, còn kiểu ngôi nhà nữa thì nó cũng mỏng manh như này thôi. Link mua sản phẩm mình sẽ để ở dưới video. Anh em cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, ấn chuông kênh mình nhé. Cảm ơn thoại video. Bye bye. Bé chơi cực kỳ thích luôn. Cười nói suốt từ nãy giờ đấy.